ngày 20 tháng 12, Ủy ban dân huyện và tổ chức KFHI Hàn Quốc đã tổ chức ký kết bản ghi nhớ dự án chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em tại huyện Định Hóa. Dự ký kết có đại diện tổ chức KFHI tại Thái Nguyên. Về phía huyện có đồng chí Phạm Quang Sáng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, lãnh đạo các cơ quan liên quan, lãnh đạo Ủy ban dân và ba trường học trên địa bàn xã Kim Vượng. Trên cơ sở tìm hiểu thực tế nhu cầu phát triển của địa phương, tổ chức KFHI Hàn Quốc đã thống nhất với Ủy ban dân huyện Định Hóa triển khai dự án chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em tại xã Kim Vượng. Dự án gồm 7 hoạt động chính với chương trình bảo trợ trẻ em, lĩnh vực giáo dục, sinh kế, y tế, sức khỏe, rủi ro thiên tai và một số lĩnh vực mà dự án quan tâm. Dự án triển khai nhằm mục đích phát triển toàn diện, bền vững về kinh tế, xã hội, sức khỏe, giáo dục, môi trường, giúp trẻ em cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, môi trường sống trên nhiều lĩnh vực khác nhau, khuyến khích trẻ em khám phá ra những tài năng thế mạnh sẵn có của bản thân, giúp các bậc phụ huynh chủ động trong việc cung cấp đồ dùng học tập thiết yếu cho con tại trường học và gia đình, nâng cao vai trò lãnh đạo của địa phương, mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Dự án được chia làm 4 giai đoạn, kéo dài trong 10 năm và có trên 900 trẻ em tại xã Kim Phượng được hưởng lợi từ dự án này.